Khoảng 10 giờ 30 phút sáng ngày 3 tháng 11, lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an tỉnh Bình Định đã kịp thời khống chế ngọn lửa dập tắt đám cháy tại cửa hàng chăn ga gối nệm Vạn Thành, số 485 Trần Hưng Đạo, phường Lê Hồng Phong, thành phố Quy Nhơn. Người dân ở gần đó cho biết vào khoảng thời gian trên, một ngọn lửa bùng phát ở cửa hàng, mọi người đã hô hoán cùng dập lửa. Tuy nhiên chỉ lát sau ngọn lửa bùng lên dữ dội, mọi người vội chạy ra khỏi cửa hàng. Người dân điện báo lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an tỉnh Bình Định. Nhận được tin báo, lực lượng chức năng bố trí người phương tiện tiếp cận hiện trường xử lý đám cháy. Sau hơn một giờ nỗ lực xử lý, đám cháy được khống chế và dập tắt. Tại hiện trường, nhiều ga đệm mút được mang ra khỏi khu vực cháy, đồng thời lực lượng chức năng tập trung bảo vệ an toàn phòng cháy cho các nhà dân xung quanh. Theo lực lượng chức năng, chưa có thống kê thiệt hại về vật chất. Rất may vụ cháy không gây thiệt hại về người. Nguyên nhân vụ cháy đang được điều tra làm rõ.